con tim xin đừng vô bể. Nếu tôi Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 rồi. Em Hương lại làm một cuộc tổng báo giá này, sắp hết tháng rồi. Làm một cuộc tổng báo giá ngày hôm nay này, cắt xả rất là nhiều những đầu xe đang được chào bán với em đây Hương này. Số điện thoại thì em ghi ở dưới rồi, 0354602790. Chào bác Lê Trung Hiếu này, chào bác Trương Nguyễn này, các bác nhìn em này có quả outfit chất không? Ôi dồi ôi. Đấy, các bác thấy không? Bác chủ cũ bán xe nhưng mà lại quên quả kính outfit ở trên xe đây này. Em Hương đã lại có một cái outfit rất là mới luôn. Các bác nào sang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Hôm nay thì đỡ khàn rồi, đỡ ốm hơn mọi hôm rồi đấy ạ. Chào anh Dương Kết này. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương đấy các bác ơi. Nay này em hết khản tiếng rồi, hôm nay em sẽ gào to hơn mọi ngày này. Ồ anh ơi không mát tí nào, lắng trang trang luôn, vừa cơn mưa, vừa oi, vừa lắng luôn. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán với em Lê Hương là cắt xả lỗ cho ngày hôm nay luôn. Cắt xả từ 10 đến 15 triệu, chưa một buổi báo giá nào mà em báo giá nhiều như thế này. Cảm ơn anh Trương Nguyễn này, hôm nay là em đỡ rồi đấy, hôm qua không nói được cơ. Bình thường uống thuốc không khỏi nhưng hôm qua làm 3 cốc bia vào nay thấy đỡ anh ạ. Hôm qua một bác ở Thanh Hóa ra, mời nem chua ăn, mời ăn nem chua uống bia nên thấy đỡ hơn mọi hôm uống thuốc không khỏi, nay uống bia phát khỏi luôn. Chào bác Trần Linh nè, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân nào. Chào anh Đinh Hiếu nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Chào bác Trần Mạnh nào. Cảm ơn anh Bùi Quang Hà nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Thả tim thả like cho em nhé. Này có quả kính mới nhé. Quả kính mới hiệu Audi luôn. Kính mới hiệu Audi. Em cứ nghĩ là ô tô của Audi thôi nhưng mà kính cũng có Audi luôn. Đấy. Em sẽ đợi 20 khách hàng các bác ơi. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân nào. Hôm nay em về thêm một mẫu xe Innova tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, zin nét đẹp luôn. Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi, máy xăng có, máy dầu có này. Bán tải lại về thêm và nhiều hơn vẫn là Kia Morning i10, số sàn và số tự động. Chào bác Xuân Cường. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Hôm qua đi Bắc Giang thì là chỉ được lãi được tạ vãi thôi anh ạ. Lên xe đi bắt con X Bander nhưng mà bác chủ cũ để giá cao quá, về Hải Dương không bán được nên là thôi bác tặng cho tạ vãi. Bù vào tiền xăng xe mất công đi lại anh ạ. Với cả chắc là sang tháng thì bác cũng bán thôi. Bây giờ bác bảo thôi để bác đi lốt đám cưới của cháu, sang tháng này bác để giá cho. Thế bảo bác bán X Bander là tức tốc trong đêm đi Bắc Giang. Thế mà lên đến nơi thì chỉ được ăn vãi thôi. Chia sẻ cho em đi các bác ơi, nhiệt tình cho em nào. Cho em xin 1 phút nữa thôi thì em sẽ lên báo giá buổi báo giá ngày hôm nay. Về thêm Accent này, Morning này, Vios này, bán tải này, 5 chỗ ngồi gầm cao để có Tucson, máy xăng 2 cầu, số tự động 450 triệu. i10 về thêm bản sedan 2 đầu. Innova gia đình về thêm chỉ có 338 triệu thôi, không taxi, không dịch vụ. Chia sẻ cho em đi anh Trương Nguyễn, bác Đình Hiếu nào, bác Xuân Cường ơi, chia sẻ cho em đi nào. Mạnh mẽ lên cho em đi ạ. Chào bác Gia Hân này. Chào bác Bùi Quang Hà này. Nhiệt tình mạnh mẽ lên đi ạ. Thả tim thả like cho em. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về mẫu xe bên em hôm nay nhá. Tổng kết cắt xả cho ngày hôm nay để tháng mới hoan hỉ nào. Chào bác Hoa Lan nhá. 16, 17 rồi. Lên đúng 20 là em đi outfit đi báo giá luôn. Các bác thấy không? Phải đầu tư cái áo điều hòa nó thốc gió lên như này rất là mát luôn. Chào anh Quách Mạnh này. Mỗi khách hàng cho em xin một lượt like. 20 khách hàng này em sẽ đi báo giá nhé. Em ngắm xem nào. Accent này, 5 chỗ ngồi gầm cao để có Tucson này,
Eco Sport này, Honda CR-V này, và có một chiếc Kia Sportage này. Chia sẻ đi nào. Chào bác Giang Vũ này, ăn nhiều vải. Nói chung là mùa vải là mùa của em rồi. Quanh năm ăn vải vắn mít luôn. Chào bác Chi Sâu này, chuẩn bị đội lón rồi. Chia sẻ cho em Hương mạnh mẽ lên các bác ơi. Em đứng lì ở đây, nếu các bác không chia sẻ không báo giá đứng lì luôn. Chào anh Đồ Gỗ Hoàng Trần nhá. Các anh ơi chia sẻ mạnh mẽ lên cho em, để em gào một buổi báo giá tổng kết ngày hôm nay. Em sẽ xả rất là nhiều những mẫu xe luôn. Chào anh Nguyễn Nhàn này. Ôi mát quá. Thôi được rồi, các bác, thôi em sẽ đi báo giá đây. 18, 19 khách hàng rồi. Chia sẻ cho em sẽ đi báo giá đây ạ. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay nhé. Chào bác Giang Hân này. Thôi được rồi, em sẽ đi báo giá ngay đây. Không tí điện thoại nó nóng quá lại không like được cái chết. Hôm nay trông điệu thế, hôm nay em có một cái outfit mới, một cái quả kính Audi xịn xò luôn. Thôi đút túi không tí rơi mất rồi chết. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nhé bác ơi. Cảm ơn bác Giang Hân này, chào em lấy Hương chân dài. Chào bác Phạm Mỹ Hạnh này. Chào nào. Mở màn hôm nay sẽ là báo giá em nào đầu tiên nào. Chào bác Hằng Nga này, tên rất là hay luôn. Chào bác Huyền Tú này. Xem nào. Ra ngoài trước đi. Hôm nay em Hương sẽ ra ngoài trước này. À hôm nay em về thêm Kia Carens. Hơn 200 triệu mà dòng xe nó gọi là đỉnh của chóp luôn. Một siêu phẩm Kia Carens 7 chỗ ngồi số tự động đây các bác. Em này bao tiền thì tự dưng quên mất rồi. Kia Carens đây chỉ hơn 200 triệu có xe 7 chỗ ngồi số tự động đi. Máy số thì cực ngon luôn. Máy số ngon. Kia Carens 270 triệu. Cắt lỗ ngày hôm nay còn 260 triệu này. Ôi mở cửa nóng quá. Kia Carens cắt lỗ còn 260 triệu. Giá thực bán là giá mỏ là 270 triệu. Đời 2010 biển 38 bánh đậu à biển 38 này. Lúc nào cũng nghĩ bánh đậu xanh thôi. Đèn là đèn bi này, có đèn gầm đầy đủ, 7 chỗ ngồi số tự động luôn. 270 triệu cắt trong ngày hôm nay còn 260 triệu. Số tự động đẹp, động cơ là 2.0, 7 chỗ ngồi số tự động thì em có Kia Carens nhé. Xe này rất là đẹp luôn các bác ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Chào bác Phạm Thái, con chào cậu Thiết Đồng này. Bên đây Y10 biển 34 bánh đậu xanh. Nước sơn thì màu trắng đẹp. Y10 đời 2015 bản này là 1.0. Nhập Ấn Độ cho em. Đời 2015 giá chào bán 225 triệu. Em này là một chiếc xe Y10 bản thiếu. Nhưng bác chủ cũ là người thích chơi hệ độ nên đã độ lên màn hình. Và có cả đề lựa, có gì nhỉ? Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Xin nhan trên gương. Máy số thì cực ngon luôn nhé. Máy số zin cực ngon luôn. Y10 225 triệu. Gốc là bản thiếu nhưng độ thành bản đủ ạ. Nước sơn thì màu trắng đẹp. Một dàn lốp mới, máy số zin. Lên bộ mâm la răng rồi. 225 triệu đời 2015 cho chiếc xe Y10. Nước sơn màu trắng đẹp. Bản này là một đầu đây ạ. Bản một đầu 1.0. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Bên cạnh chiếc Y10 số sàn thì em còn có một chiếc xe Y10 màu trắng nữa lại mới về này. Em này thì biển 37 cũng là số sàn. Nhưng em này là bản đủ. Em này là bản đủ chính gốc vừa mới về trong buổi sáng ngày hôm nay đây. Chiều nay thì em sẽ lên video cho chiếc xe Y10 bản đủ nhá. Bản đủ sẽ có xi nhan trên gương. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng đấy là bản đủ. Còn em bên cạnh chỉ là độ thôi. Em này mới là chuẩn đủ này. Em này thì chưa có giá rồi. Qua đi Bắc Giang về chưa cập nhật được giá. Chào bác Long Văn Thắng này, chào bác Thanh Tâm. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm CDX. CDX biển 26 này, nước sơn màu đen đẹp. Được sản xuất năm 2009 và là bản nhập khẩu. Em Hương đang bán là 252 triệu. Trang bị động cơ 1.6. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến cuối năm nay. Đề lỗ thông minh. Màn hình giải trí thì đầu đài nguyên bản theo xe. Em này nhập Hàn nhé. Em này thì có gì nhỉ? Có cửa lóc đầy đủ cho em. Với cái cửa tiền trên 200 mà đầy đủ như cửa lóc, phanh ABS, đề lỗ thông minh, xin nhan trên hông hay là tất cả những dòng như cửa lóc thì chỉ có đi CDX thôi. Rất là ok luôn mà giá hợp lý này.
chào bác Thanh Tâm, chào bác Ngô Hùng, chào bác Xuân Nhất. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Ở đây thì em còn có một em Vios bản E biển 37 này, chào anh Bùi Tấn này. Vios bản E đây. Em này thì chỉ hơn quên giá rồi. Vios bản E đi vòng quanh xe luôn. Xin nhan trên gương, nước sơn thì màu đen đẹp lên màn hình rồi. Em này nếu như không nhầm thì là 200 triệu cho chiếc xe Vios đây ạ. Biển 37 này nếu mà báo nhầm giá vẫn báo đúng, bán đúng giá luôn này. 200 triệu tròn. Bản E xịt bên đây thì còn có một em nữa đời 2009. Hả? Đây chị ơi. 85 triệu ngồi đây. Chia sẻ cho em Lê Hương mạnh tay đi các bác. Điện thoại của Lê Hương xịn sò, thời tiết nóng ngoài lại không sập nguồn. Một chút nó mới sập anh ạ, mới like mà. Vios bản E xịn đời 2009 208 triệu còn 200 triệu tròn. Động cơ trang bị 1.5 biển 36 nước sơn màu đen, lên đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, xi nhan trên gương đầy đủ cho em. Cam lùi cũng có luôn nhé, có cả đèn gầm này. 208 triệu còn 200 triệu cho chiếc xe Vios bản E xịn này. Chào bác Tuấn Bồ Câu, chào bác Trung Siun, chào ổ ba Trung Siun này, chào anh Cường Móm nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em bao mấy khách hàng rồi, lên 50 lên 100 đi. Cắt lỗ tất cả những đầu xe đang được chào bán bên em này. Ở đây thì hôm nay em Hương về thêm một mẫu xe biển 34, nước sơn màu đỏ. Em này là một chiếc xe Kia, chiếc xe Kia nhưng dòng phân khúc thể thao nhá. Kia Cerato nhưng mà là Kia Cerato Coupe. Kia Cerato Coupe hai cánh cửa ạ. Hai cánh cửa này xin nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh auto. Tóm lại là em này là thể thao, hai cánh cửa, bốn chỗ ngồi, cửa lóc đầy đủ. Đời 2009 bản nhập khẩu. Nhìn như siêu xe tiền tỷ nhưng thực ra thì em này chỉ có hơn 300 thôi. 335 triệu. Sấy sưởi ghế có này. Màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Úi dồi ôi. Xe vừa mới về đây ạ. Chào anh Tùng Nguyễn là chia sẻ mạnh mẽ cho em Hương đi ạ. Kia Cerato Coupe đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động, form dáng thể thao luôn. Bác nào mà chưa lấy vợ hoặc chưa có người yêu là chứng tỏ là chưa mua được xe đẹp rồi. 335 triệu cho siêu phẩm Kia Cerato, nhưng em này là Kia Cerato Coupe nhé. Hai cánh cửa, bốn chỗ ngồi, form dáng thể thao. Lên đèn bi salon cho em, có giải đèn nét, có đèn gầm. Gương này, các bác này, gương kính thì auto tự động cho em. Chào anh Văn Khương này, anh Khương ơi chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Cửa lóc đầy đủ cho em rồi nhá, Kia Cerato Coupe đây ạ. Rất là đẹp luôn, đi bô nó cứ bụp 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 bụp, nghe rất là hay. Phanh ABS na răng thể thao đầy đủ cho em ạ. Một siêu phẩm Kia Cerato Coupe cho khách hàng nào quan tâm về dòng xe, về cái dòng xe thể thao nhá. Hôm nay còn về thêm được một chiếc xe Lacetti SE, nước sơn thì màu đỏ nhưng mà chưa cập nhật được giá rồi. Ở bên đây em sẽ đi ra lốp bên ngoài rồi sẽ vào bên trong này. Một chiếc xe Kia Morning với nước sơn là màu xanh mát mắt này. Kia Morning được sản xuất năm 2016 và giá chào bán chỉ có 215 triệu thôi. Màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Ghế da rất là cao cấp chắc chắn nhá. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2016. Lên bộ mâm dạng phay rất là đẹp luôn. Chào bác Xuân Hương, chào chị Đỗ Láng. Chị Láng ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương đi ạ. Chào bác Toàn Lô này. Ở đây thì còn có một em siêu phẩm này, một em Sở Bắc 85 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay cắt luôn trực tiếp xe cỏ nhá, cắt luôn 10 triệu đồng còn 75 triệu cho chiếc xe Sở Bắc van đăng ký 2 chỗ ngồi, 4 mắt cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ. Điều hòa của em này thì không phù hợp với những bác nào có sức khỏe yếu đâu, hay là họ hô hấp của mình yếu, vì ngồi lên xe này rất là rét luôn, ngồi lên khả năng là viêm phổi. Các bác nhìn này, nội thất bên trong rất là đẹp. Cảm ơn chị Đỗ Láng chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Chào bác Ngọc Diệt, Ngọc Diện, chào bác Tạ Duy này. Sờ Bắc 85 triệu trong buổi báo giá tổng kết ngày hôm nay còn 75 triệu. Màn hình cam lùi điều hòa rét run, lên bộ mâm chất chơi. Cam lùi có đầy đủ các bác nhé, có cả 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Cụm đèn pha phía trước thì sáng quắc luôn như mắt mèo ban đêm. Đấy, nước sơn thì màu xanh rất là đẹp luôn. Giỏi gái quá, cảm ơn chị nhé. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em, hồi ốm ở đây này. Vios màu trắng đây. Một em Vios với nước sơn màu trắng rất là đẹp, bản sedan như thế này.
xi nhan trên hông, ốp mạ chrome tay nắm cửa rồi. Một em Vios này với cái giá chỉ đâu đó quanh quanh là 200 triệu, 210 triệu cho siêu phẩm Vios bên em. Đời 2011 1.5 có Vios đi 210 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, hôm em tổng kết mà, 210 còn 200 triệu tròn cho chiếc xe Vios màu trắng biển 19 này. Em sẽ quay rõ cả biển để khách hàng nhà mình cùng nhìn, cùng cho dễ chốt đơn nhá. Số điện thoại em ghi ở dưới màn hình rồi, 0354602790. Chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên cho em ạ. Chào bác Thương Nguyễn này, áo Trương Nguyễn này. 210 triệu cho chiếc xe Vios đời 2011, nước sơn màu trắng đẹp, thì hôm nay còn 200 triệu thôi. Bên đây thì một em xe Ghét số tự động nhập Hàn, máy số thì cực êm luôn. Động cơ trang bị là 1.4, số tự động nhập khẩu em Hương đang bán là 188 triệu. Trong buổi ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng, còn 178 triệu. Nếu như trong livestream này ngày hôm nay mà các bác chưa chốt được với cái giá mà em Hương đẻ ra rất là tiếc luôn. Vì hôm nay em cắt xả rất là nhiều, rất là mạnh tay luôn. Màn hình giải trí số máy êm cực ngon cho em luôn, 188 còn 178 trong buổi ngày hôm nay. Chỉ trên livestream của em thôi nên các bác cứ tranh thủ đi. Số điện thoại em sẽ ghi luôn. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như thế nhá. Ghét số tự động đời 2007 này 188 còn 178 triệu. Bán chịu luôn chị ơi, thích xe nào bán chịu luôn. 75 triệu có xe đi rồi. Ở đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning Van, như em này là bản nhập khẩu này. Đăng ký 2 chỗ ngồi đời 2013. Số tự động nhá. Kia Morning Van số tự động đời 2013 mới về buổi sáng ngày hôm nay. Em Hương đang bán là 273 triệu. Lên màn hình rồi, nhưng mà không mở nội thất đâu. Lên màn hình rồi, cam hành trình có ghế da thì căng mọng luôn. 237 triệu. Cảm ơn bác Giang Vũ. Ô chết rồi. Khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Điều hòa 8 vùng độc lập Z-Zone, điều hòa 8 vùng. Thôi không cần 8 vùng, 4 vùng là ốm rồi anh ạ. Con sờ bắc của em có 4 vùng điều hòa, 4 cái ô điều hòa thôi là ngồi lên mà nhiều lúc Z-Zone lên anh ạ. Chào anh Nguyễn Thành Công này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em các bác nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 số tự động đời 2014. Đầy đủ cho em này, đề lộ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, xi nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Một chiếc xe i10 số tự động bản đủ 1.0, 295 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay giá chỉ còn 285 triệu. Thiếu mỗi cửa sổ trời, đúng rồi anh ạ. Con sờ bắc kia điều duy nhất mà em nó thiếu sót là thiếu mỗi cửa sổ trời thôi anh ạ. Nên nhiều lúc em đi xe em muốn cảm giác gió trời cộng với gió điều hòa, em toàn phải mở cửa thôi vì rét quá anh ạ. Cho tí bụi bặm nó bay vào cho đỡ rét. i10 đây ạ, i10 đời 2014 bản nhập Ấn, giá chào bán chỉ có bao nhiêu? 295 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay thì cũng chỉ còn là 285 triệu qua trạm thu phí không dừng. Không, qua trạm thu phí phải dừng chứ. Phải có luật chứ anh. Phải có luật chứ không nó bế đi mất con 75 triệu thì ngồi đi xe máy là rét lắm. Bên đây thì còn có một em Morning bản nhập khẩu nữa đây. Nếu như bác nào với cái tài chính hơn 200 triệu tí ti mà muốn đi xe dòng Morning này, thương hiệu đây, Morning nhập khẩu đời 2009 số tự động trang bị động cơ 1.0, giá chào bán chỉ có 225 triệu thôi. 225 triệu có Morning số tự động nhập khẩu đi. Có sấy sưởi ghế này, nghe gọi tích hợp rồi, túi khí an toàn đầy đủ luôn, ghế da đẹp, tẩu thuốc đầy đủ cho mình. La răng là la răng hoa mai nhé. Kia Morning la răng hoa mai, xin nhan tích hợp trên gương, 225 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay cắt xả cho mình chỉ còn 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Tự động nhưng mà vẫn chạy bằng cơm mà anh. Tự động vẫn chạy bằng cơm mà, chứ có phải chạy bằng đấu điện trực tiếp đâu, vẫn phải chạy bằng cơm. Bên đây thì em còn có một chiếc Telacan. Telacan đời sản xuất 2003, nhập khẩu, em này cũng là 5 chỗ ngồi gầm cao ở biển thủ đô Hà Nội. Giá chào bán cho chiếc xe 7 chỗ ngồi, à 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động này là 126 triệu. 126 triệu cho chiếc xe Telacan này. Chào bác Quang Nguyễn, chào bác Lý Văn Dậu. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. Số điện thoại em ghim rồi, 0354602790. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning Fundo, được sản xuất năm 2011,
giá chào bán chỉ có 128 triệu này. Telacan 5 chỗ ngồi gầm cao dài như xe cán bộ như thế kia chỉ có 126 triệu thôi. Cảm ơn anh Lý Văn Dậu này. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi ạ, rất là nhiều xe luôn. Kia Morning bản nhập khẩu có cửa lóc này, màu lông chuột đẹp, form dáng rất là xinh luôn. Có cửa lóc, đăng ký đăng kiểm tháng 1/2023. Morning đời 2011 nhập khẩu số tự động, trang bị động cơ 1.0. Giá chào bán 285 triệu. Trong buổi ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream, còn 275 triệu ạ. Biển Hải Phòng, lên đèn bi rồi, có giải đèn led và đèn phá xương đầy đủ cho em. Đi sâu vào bên đây thì em còn có một chiếc xe Spark Van nữa đây. Nước sơn màu bạc, em này cũng là 85 triệu cho chiếc xe Spark Van này. Chào bác Lê Hòa này, chào ông Lê Hòa nhá. Chào bác Nguyễn Văn Duy này. Bên đây thì chiếc xe EcoSport 2018 thì em có khách rồi. Có khách chốt 100 triệu làm cọc rồi nên là xin bỏ qua nhá. Spark Van số tự động đời 2011, đăng ký là 2015. Đăng ký là 2015 đấy ạ. Em Hương đang bán với giá là 152 triệu. Bản nhập khẩu 1.0 số tự động cho chiếc Spark Van. Lước sơn thì màu trắng đẹp nhá. Lước sơn màu trắng rất là đẹp luôn. 152 triệu. Nội thất bên trong không đùa được đâu các bác ạ. Có màn hình rồi, thêm cả một cái màn hình bé bé để làm màn hình cam 360 trên gương. Vô lăng ba chấu độ cái đồng hồ rất là đẹp luôn. 152 triệu cho buổi báo giá ngày hôm nay cho chiếc Spark Van này. Còn 145 triệu tổng kết trong buổi báo giá nhé, 145 triệu. Bên đây thì còn có một siêu phẩm Chevrolet Cruze. Đúng rồi anh ạ, nói chung là toàn xe đẹp thôi. Bây giờ các bác cứ bảo chưa vợ, các bác thử đi Galaxy này, đi xe EcoSport này, 5 chỗ ngồi gầm cao, hay là đi Cerato Coupe đi. Đến nhà người yêu có phải là đẹp trai nhất cái nhóm đây không nào? Chevrolet Cruze đời 2012 số sàn, bản lắp ráp trong nước. Em Hương đang bán là 200 bao nhiêu nhỉ? 258 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze, màn hình giải trí này. Bác chủ cũ cẩn thận lắm, ốp hết cả cái 3D vào cái phần đây này các bác nhìn này. Trần da 3D, ốp cả vào phần táp ly và phần táp lô cơ. Nước sơn màu trắng đẹp, phanh là ABS, la răng thì 5 chấu dạng phay. Cho chiếc Chevrolet Cruze màu trắng bản sedan 2 đầu, đời 2012 em đang bán là 258 triệu. Màu trắng thì có cờ đuôi này, 258. Màu đen thì cũng có cờ đuôi nhưng em này là số tự động, giá chỉ nhô lên 268 triệu thôi. Em cờ đuôi này là biển 34 nhá. Chevrolet cờ đuôi đời 2011 số tự động đẹp, trang bị động cơ 1.6. Em Hương đang bán là 268 triệu. Máy số thì cực ngon luôn. Lắm quá. Mạng thì đôi khi nó cứ làm sao đấy anh ạ. Chán mạng Mobi cực kỳ luôn. Các bác xem mạng của em thế nào, có bị giật đâu nào. Live tối thì về muộn, hôm nay trưa thì mạng cứ bị giật đùng đùng thôi. Nhờ lúc chán mạng, mua gói cước cao cấp rồi mà mạng nó vẫn bị quay anh ạ. Chào anh Lương Văn Dũng này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 đời 2014, động cơ là 1.0, bản nhập khẩu. Em Hương đang bán là 195 triệu. Lên bộ mâm đẹp rồi, xin nhan trên hông nhá. Trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em để cho mình còn 190 triệu. 190 triệu. Nói chung là anh Nguyễn Thành Công này, nhiều cái bình luận của anh nó không đúng anh ạ. Nhiều cái bình luận nó không đúng nên em cũng không muốn đọc ấy. i10 đời 2014 nhập khẩu đây ạ, 195 triệu. Mạng hơi kém mà anh. Các anh chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi ạ. Kéo mạng lên hút em nào. Chào anh Ngô Đình Thạch này. Ngô Đình Thạch nhá. Chào anh Xuân Nghị này. Chào anh Nguyễn Duy Anh. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Nó lắng quá nên mạng nó bị đơ đấy anh ạ. Chán mạng thật sự luôn. Cái máy chủ của em thì em không thấy bị đơ, nhưng sao cầm cái máy thứ hai thấy đơ thật. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm nữa đây, i30 bản Crown cao cấp này. i30 bản Crown cao cấp đời 2009, bản nhập mà Hàn nhá các bác nhá. 308 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay.
Vâng anh ơi, tại vì là ốm anh ạ, xong mất mạng, xong đọc bình luận, đang định đọc lại thì thấy đọc nói không đúng ấy. Em vui vẻ mà, em hoan hỉ lắm ạ. Y30 đời 2009 bản nhập Hàn, lên màn hình ZTEC rồi, 308 triệu thì hôm nay còn 300 triệu. Màn hình ZTEC tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Cái gì nhỉ? Có cửa lock này, gương kính thì cụp chỉnh auto, đầy đủ cho em rồi, sấy sưởi kính và có cả sấy sưởi ghế nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Công ạ. Em thì em thoải mái lắm. Tính của em đàn ông mà. Thoải mái lắm. Y30 đây ạ, đời 2009 bản nhập khẩu, giá chào bán 308 triệu. Chào bác Sáu Long này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Corona Antis đời 2010, số tự động đẹp, giá chào bán là 395 triệu. Các bác hay đùa nhau rằng là lồi đồng cối đá đây, thì em này chuẩn lồi đồng cối đá này, phá không hỏng luôn. 395 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay cắt trực tiếp trên livestream còn 385 triệu. Số tự động đời 2010 cho siêu phẩm Corona Antis ạ. Biển 34 bánh đậu xanh nhá. Ở đây thì em còn có một chiếc xe thể thao hai cánh cửa ở đây. Vậy là bây giờ em Hương đang sẵn hai chiếc xe thể thao hai cánh cửa này. Một chiếc Kia Cerato Coupe. Bên đây thì màu trắng này có một chiếc xe Genesis. Em này thì 8 túi khí, có ga tay tự động Cruise Control này. Có hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Biển là biển 30, nước sơn màu trắng đẹp. Lên đèn bi rồi, có giải đèn LED độ bô on off luôn. Xin nhan trên gương cửa lock đầy đủ cho em. 445 triệu, em này thì có 8 túi khí này. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Điều hòa thì auto. Kính này các bác nhìn này, hai cánh cửa và là kính không viền nhá, rất là đẹp luôn, rất là chất chơi luôn. Ghế da các bác nhìn này, cửa lock đầy đủ này, 445 triệu. Có hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em 8 túi khí. Nên các bác ngồi trên xe thể thao các bác cứ yên tâm thôi, xe rất là chất luôn. Xi nhan trên gương nhìn bộ mâm và bộ lốp đã biết là dân chợ rồi. 445 triệu cho chiếc xe Genesis thể thao hai cánh cửa bên em Hương nhá. Cerato Coupe thì rẻ hơn, hơn 300 thôi, 355 triệu. Còn 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn mới về thêm này. Các anh ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Chào anh Lê Điển này, chào anh Đức Anh Nguyễn này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao SUV thì em còn có một chiếc Tucson máy dầu. À em này máy xăng, em xin lỗi. Em này cái màu này là màu máy xăng nhá. Tucson máy xăng đời 2011 bản nhập khẩu 2.0. Em máy xăng này là 2 cầu, 450 triệu, biển 34 bánh đậu xanh này. 450 triệu, biển 34 bánh đậu xanh. Tucson SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, máy xăng 2 cầu, số tự động đây ạ. Lên đèn bi này, có giải đèn LED rồi, đèn gầm đầy đủ, xi nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 6 2023. Cửa lock thì full cảnh luôn, cửa lock đầy đủ cho em luôn đi ạ. Màn hình giải trí đề lộ thông minh các bác nhìn này. Thích nhất những dòng xe mà cửa lock này, full toàn cảnh luôn. Chào anh Trần Ánh Nga này, chào bác Tuấn Avo này, Evo đúng không ạ. Cảm ơn anh Bùi Tấn này. Ốm một tí nhưng mà vẫn nói được, hôm qua vẫn uống bia được nên là vẫn like được anh ạ. Tucson đây, đề lộ thông minh, điều hòa auto. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, phím bấm nghe gọi. Có cả túi khí an toàn, ghế da zin, cửa sổ trời toàn cảnh cho em luôn. Đi chơi với gái mà làm le cái này quá ok nhá. 450 triệu, xe đẹp đến nỗi còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng các bác này. Xe quá là đẹp luôn. Tucson gầm cao 450 triệu, số tự động 2 cầu máy xăng. Đằng sau thì em còn có một chiếc xe Kia Morning, độc nhìn cái biển số là em đã muốn mua rồi. Biển 9943, 3 con 9, 8 hoa, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Kia Morning đời 2021, ai à, em này là siêu lướt rồi. Đời 2021, động cơ trang bị là 1.25, số sàn em Hương đang bán là 295 triệu. Toàn cái biển số thôi là đã muốn yêu rồi đúng không ạ? Đăng ký đăng kiểm của đến tháng 8 2023. Kia Morning lên cho em là có đèn halogen, đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ. Bộ mâm thì vẫn là mâm nguyên bài của nhà sản xuất nhá, mâm nguyên bản luôn. 297 triệu đời 2010, đời 2021 ạ. Màn hình rồi, ghế da zin. Ôi dồi ôi, nếu như mà mua xe cũ các bác nhìn này, các bác vẫn được trải nghiệm cảm giác đập hộp xe mới này. Các bác nhìn xe cũ này,
Xe cũ mà ly lông trên xe này còn nguyên chưa dứt này. Mua xe này các bác về vẫn trải nghiệm cái cảm giác là đập hộp xe mới cho em. 297 triệu, biển số Tam Hoa 3 con 9 nhá. Kia Morning màu trắng này. Ôi dồi, ly lông các bác nhìn ly lông các lơi luôn, chưa thèm xé luôn. Zin đét đẹp luôn, một dàn lốp mới, lốp sơ cua còn chưa hạ, zin đẹp toàn xe. Quan tâm về chiếc xe Kia Morning này của em thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương 0354602790 ạ. Chào anh Văn Tuấn này, chào anh Yên Bài này, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Bên cạnh những chiếc xe siêu lướt và những chiếc xe siêu cỏ thì em còn có những dòng xe nữa đây. Một chiếc Sơ Bắc này là 5 chỗ ngồi đây ạ. Nước sơn này màu xanh cốm hay còn gọi là xanh lá mạ đây. Sơ Bắc đời 2009 chỉ với giá 85 triệu thôi. Những bác nào tay lái mới này, mới lấy bằng thì đi cái dòng này cho em đi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu và an toàn cho mình. Khi không may mà có va quẹt thì nó đỡ xót ruột. Chứ bây giờ mới lấy bằng mà mua một phát còn vài trăm triệu hay hàng tỷ đồng thì đi vào va quẹt rất là xót luôn. Bên đây thì còn có một siêu phẩm là nhìn lơ lớ như i10, nhưng thực chất em này là Hyundai nhưng là Aeon nhá. Một em Aeon đời 2013, giá chào bán chỉ có 169 triệu. Động cơ trang bị 0.8, ôi siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. 0.8 169 triệu cho siêu phẩm Hyundai Aeon này. Cola anh, Cola em tạm hết anh ạ. Anh Trúng Trần ơi, Cola em tạm hết. Em chỉ còn Tucson thôi. Tucson và Kia Sportage hoặc là CRV 5 chỗ ngồi gầm cao thôi. Còn Cola thì em tạm hết. Chào anh Boy Vũ Văn này. Anh Boy Vũ Văn này cùng họ ngoại em rồi là Vũ Văn đấy. Chào anh Nguyễn Minh Quân này. Cola em tạm hết anh nhá. Bên đây thì em còn có một chiếc Lacetti EX đời 2009. Số sàn em này máy to. Giá chào bán 150 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay bớt luôn khách hàng nhà mình 10 triệu đồng trên livestream, 140 triệu này. Tổng báo giá ngày hôm nay em cắt xả lỗ luôn. Cắt xả lỗ luôn này. Bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận cho em nhé. Số điện thoại em ghim rồi. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Chấm này, thả tim, thả like và thích bài cho em đi ạ. Chào bác La Bùi này. Bên đây thì em có một chiếc xe CDX đời 2010, đăng ký là 2011, giá chào bán ui đã đầu họng rồi, 260 triệu ạ. Động cơ trang bị 1.6. Hát nữa bọn kia mà. Mẹ anh được. Cầm cái này ta. Chắc luôn cho nó lau người ta nghe. Ăn cơm thôi. Chắc luôn cho tăng lên. Ăn cơm, ai ăn cơm. Xe CDX đấy ạ, đời 2010, đăng ký là 2011. Giá chào bán chỉ có 260 triệu. Trong buổi báo giá này cắt luôn nhá, hôm nay là em tổng cắt này, 250 triệu cho khách hàng nhà mình. Siêu phẩm CDX, biển của em này là 99 này. Biển 99, bản nhập khẩu, số tự động, xi nhan trên gương. Với dòng CDX hơn 200 triệu thì sẽ có đề lồ thông minh, màn hình giải trí này. Ô em này rất là thơm luôn. Mặc dù là đang ngạt mũi nhưng vẫn ngửi đi mùi thơm các bạn. 260 còn 250. Có cho em cửa lóc đầy đủ luôn, CDX đấy ạ. La răng 5 chấu dạng phay, nhập Hàn nha các bác nhé. Tiếp theo xuống dàn xuống đây là một chiếc xe i10 đời 2008 bản nhập khẩu. Em i10 form dáng nhỏ gọn xinh xinh này thì cũng chỉ có 125 triệu thôi. Rất là rẻ này. Hiện tại thì em Hương đang sẵn hai chiếc xe Kia Cerato. Một chiếc xe Kia Cerato đời 2017, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6 nhé. 488 triệu số tự động đẹp cho chiếc xe Kia Cerato. 5 chỗ ngồi của em này, cửa lóc, xi nhan trên gương, đèn bi salon, đèn gầm. Phía trước thì có 4 mắt cảm biến va chạm rồi. 488 trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 478 triệu. Nội thất bên trong đây, bên ngoài nhìn đã đẹp rồi. Nội thất bên trong đẹp không kém luôn. Có giải đèn led các bác nhìn này. Có giải đèn led này. Đề lồ thông minh, ga tay tự động, màn hình giải trí, điều hòa này, auto cho em đấy ạ. Kia Cerato 488 triệu. Trong livestream ngày hôm nay còn 478 triệu. Tắt bật cảm biến đầy đủ cho em nhá. Kia Cerato đấy ạ. Đời 2017. Hỗ trợ cho em rất là nhiều chức năng option này, tổng hợp xe rất là đẹp, zin đẹp luôn. Ghế da cao cấp, thông hơi thoát khí cho em.
form dáng này, cánh gió các bác nhìn này. Gầm cao 5 chỗ, còn lại loại nào gầm cao 5 chỗ thì em còn Tucson này, một chiếc máy xăng, một chiếc máy dầu, một chiếc Honda CRV, một chiếc xe Kia Sportage. Em còn 5 chiếc anh ạ. Eco Sport nữa. Eco Sport màu đỏ nữa. Xe tô đây ấy. 27 anh ạ. 488 triệu. Số sàn tự động. Có 2 chiếc xe tô. Anh cứ xem đi ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Tucson máy xăng này anh này. Tucson máy xăng 2 cầu. Cửa sổ toàn cảnh này, 2 cầu số tự động 450 triệu. Nhập Hàn có cả sấy sưởi kính đầy đủ cho em nhé. Biển 34, 2 cầu số tự động đây ạ. 450 triệu. CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009 em có đây. 408 triệu. Đen đèn bi rồi, cũng là biển 34 bánh đậu xanh này. Có đèn gầm đầy đủ cho em. CRV 408 triệu, còn 400 triệu. Số tự động đẹp đây ạ. Có căn chỉnh làn đường nhá. Có màn hình giải trí này. Bộ ghế da này là ghế da zin, nên theo năm tháng thì nhìn nó hơi bị cứng ghế da một tí. Nhưng mà máy số zin đẹp cho em luôn. 400 triệu cho chiếc CRV. Còn rất là nhiều nhá anh nhá. Còn có cả Kia Sportage ở bên kia nữa. Tí em mới quay được. Anh Trung Trần để lại số điện thoại cũng như là cùng em Lê Hương xem buổi báo giá này. Sang bên kia thì em còn có Kia Sportage nữa. Rất là nhiều option và chức năng. 469 triệu thôi. Còn bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning, biển 4 số Hà Nội, một chủ từ mới, zin đẹp toàn xe luôn. Được sản xuất năm 2004, đăng ký lăn bánh là 2006, số tự động, trang bị động cơ là 1.0. 160 triệu, em này xe cỏ cỏ thôi, chỉ bớt được 5 triệu thôi. Còn 155 triệu cho chiếc xe đây ạ. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, lước sơ đến màu xanh. Các bác nhìn cụm đèn pha khác không ạ? Đèn pha, cụm đèn pha rất là khác luôn. La răng cũng xoáy, lăm chấu rất là đẹp luôn. Dàn lốp còn đẹp, máy số thì zin. 160 còn 155 triệu. Bên đây thì em có Y10 nữa đây. Y10 bản đủ đời 2014, nhập Ấn, biển 15 Hải Phòng. Y10 bản đủ nước sơn màu bạc đẹp, đời 2014, nhập khẩu 1.0. Em Hương đang bán là 240 triệu. Nhìn cái nước sơn bên ngoài nó đẹp lắm ạ. Nhìn nó cứng, nó chắc lắm. Dòng Y10 nhập khẩu thân vỏ nó cũng chắc chắn cơ. Em này thì máy số zin đẹp luôn. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Đầy đủ cho em rồi. 240 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, mặc dù mới về nhưng làm buổi tổng kết luôn. Còn 230 triệu. Nói nhỏ thôi, nói to quá dưới lại ấy. 230 triệu này các bác này. Xi nhan trên gương, một bộ la răng mới, phanh ABS hai bánh trước cho em. 240 còn 230. Còn nếu như khách hàng nào mà quan tâm về Accent thì em có Accent này, biển 89 nhá. Accent màu bạc, bản lắp ráp trong nước, form dáng rất là mới luôn. Xe thì zin đẹp luôn, đời 2019. Động cơ trang bị 1.4, em Hương đang bán là 385 triệu. Đèn bi, à đèn halogen, đèn gầm mà đèn bi nhá. Bộ mâm các bác nhìn này. Xi nhan trên gương, 385 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent của em đây ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Màn hình giải trí, ghế da đẹp rồi, máy số zin luôn. Mở chiếc xe nhìn rất là cứng cáp luôn, chắc chắn mở ra khi không có một cái tiếng động lạ nào. Điều vùng là điều hòa hai vùng rất là êm luôn nhá. 385 triệu. Đằng sau thì em còn có một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 đây ạ, bản này là bản Finip, đời 2018, số tự động. À đâu, đời 2017, số tự động ạ. Trang bị động cơ là 1.5. Em này thì có hai chế độ lái này. Một là chế độ lái thường và hai là chế độ lái sport thể thao nhá. Phanh tay điện tử giá chào bán tam hoa luôn, 555 triệu. Bản cửa lóc đầy đủ cho em. Đèn bi này, form dáng của Mazda mới đây. 555 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 545 triệu ạ. Mazda siêu lướt đời 2017 đây ạ. Hai chế độ lái, form dáng thể thao đẹp. Phanh tay điện tử đầy đủ cho em nhé. Chào anh Đỗ Thanh Tùng này, chào anh Trai Nghèo này, chào anh Nguyễn Đình Tám này, chào anh Nương Thế này. Anh Đỗ Thanh Tùng này. Một chiếc xe Morning, à một chiếc xe Y10 bản đủ đây anh này. Y10 bản đủ, biển 15 Hải Phòng, nước sơn màu bạc đẹp.
Zin đẹp cho em nhá. Đời 2014 bản đồ Y10, giá chào bán 240 triệu bản nhập ấn này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng đầy đủ luôn. Nhập khẩu nước sơn rất là cứng cáp luôn. Chào anh Phạm Hữu Tuấn này. Mazda 3 form dáng mới, hai chế độ lái đây ạ. Chế độ lái thường và chế độ lái sport thể thao, 555 triệu. Em này thì là có phanh tay điện tử rồi. Bản này là bản lắp ráp trong nước cho chiếc xe Mazda 3. Các bác nhìn này, em nhìn nghiêng như này em còn tưởng là mẹt cơ. Form dáng rất là sang trọng luôn. Có màn hình giải trí rồi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Thiết kế ở cái cụm này các bác nhìn nhá, thiết kế của Mazda này, hỗ trợ đầy đủ cho em. Cái cụm này điều chỉnh âm lượng này rất là ok luôn. Phanh tay điện tử luôn. Ghế da gì, ghế da zin rồi. Máy số zin, ghế da zin. Zin đẹp toàn xe luôn. Có thảm đầy đủ và trần lỉ 3D, trần da 3D đẹp rồi các bác nhé. Phanh ABS bộ mâm này. Phía sau xe đây ạ, 555 triệu. Còn bên đây thì còn có một chiếc Mazda 2. Đít thì bo tròn cong veo như thế này nhá. Mazda 2 nước sơn màu xanh mực cửu long ạ. Biển thủ đô Hà Nội, cam lùi đầy đủ, ba hai mắt cảm biến va chạm phía sau. Nước sơn thì màu xanh đẹp, em này số tự động, giá chỉ hơn 200 thôi ạ. Mazda 2 đời 2012, giá chào bán 298 triệu. Biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu xanh đẹp. Số tự động các bác nhé, số tự động đẹp. Bộ mâm lên rồi, phanh ABS đầy đủ cho em. Mazda 2, 298 triệu. Để hai hôm nữa vợ chồng mình xuống đó. Vâng anh ơi, xuống lực sớm thì là cái tốt anh ạ. Còn cứ cho cả bà xã đi, ưng màu nào, mẫu nào, tầm tiền nào thì hai vợ chồng quyết định nó sẽ dễ hơn. Nhiều khi các anh đi một mình, đến lúc về bà xã lại không hài lòng. Nên là nếu mà đi được thì báo em sớm nhá. Y10 bây giờ đang về rất là nhiều luôn. Đây là chiếc xe này là cứng cáp này, anh đi gia đình chở con nhỏ là ok này. Bản đồ nó có đầy đủ túi khí này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng đầy đủ hết rồi. Xe để zin đẹp luôn. Nên là vợ chồng nhà mình có hai vợ chồng đi rất là ok luôn ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Captiva này. Chào bác Nguyễn Điền này, chào bác Nguyễn Văn Dân. Captiva đời 2007, em màu bạc này là số tự động 228 triệu. Em màu đồng kia là số sàn 210 triệu. Tất cả đều có hỗ trợ trơn trượt cho em, hỗ trợ đồ đèo đầy đủ cho em. Máy số thì ngon, 7 chỗ, số sàn và số tự động đi rất là ok luôn. Điều hòa thì mát lạnh, máy số thì cực chất cho luôn nhé. Vâng anh Thành Tùng, hôm nào lên được alo cho em này. Số điện thoại em ghi ở đây rồi, 0354602790. Đến thì alo cho em thì em báo em nhé. Bên đây em còn có Kia Morning nước sơn màu vàng này. Kia Morning thì em này là số tự động ạ. Số tự động lên La Răng Hoa Mai rồi. Lên La Răng Hoa Mai, biển 88 Vĩnh Phúc, số tự động đẹp. Hai vợ chồng có đi cũng rất là ok luôn. 235 triệu đời 2010, số tự động. Lẹp chân kính vì chắn mưa có hết rồi. Ghế da thì lên bộ ghế da mới có viền màu vàng để cùng tông màu với ngoại thất, để cùng nội thất với trong, trông nó nhìn nó còn liên quan đến nhau. Có sấy sưởi kính nhưng mà cũng có cả sấy sưởi ghế này. Đầy đủ luôn, túi khí an toàn. 235 triệu, còn 225 triệu. Xin nhan trên gương. La Răng Hoa Mai rất là đẹp luôn. Số điện thoại em ghim rồi anh Tùng nhá. Số điện thoại của em này. Đến thì alo cho em để em biết được, em sắp xếp để xe cho mình, để mình lên cho tiện anh ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio. Em này là số tự động đẹp, form dáng bản sedan 2 đầu. Zin đẹp toàn xe, độ full đồ, đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc. Cảm ơn anh Trương Nguyễn này. Sáng nay thì có một khách đang hẹn xuống lấy Karen rồi. Một chiếc xe Kia Karen màu đen. Em nghĩ là sẽ full tiền thôi, vì khách đã đặt cọc 20 triệu rồi mà khách rất là thiện chí luôn. Đang trên đường đến rồi, khách từ Hà Nội xuống. Vừa rồi cũng điện cho em bảo là tầm khoảng 10 phút nữa là anh đến thôi. Thì một chút nữa là chắc là em nghĩ là sẽ thành công thôi, vì xe rất là đẹp, khách hàng thì thiện chí, khách rất là lét luôn. Kia Rio đây ạ, màn hình giải trí này, có ga tay tự động cruise control, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da các bác nhìn này, vì bộ ghế da cũ nó hơi xấu một tí nên em độ luôn cho bộ ghế da mới rồi. Em này thì độ full hết đồ rồi, không thiếu một cái gì. 390 triệu còn 380 triệu. Xin nhan trên gương, form dáng đẹp. Đăng ký đăng kiểm tháng 10 2023. 390 triệu đời 2015 các bác nhé.
còn 380 triệu. Nhấc máy và lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nào. Biển là biển 23 này. Đèn bi này, dải đèn led là quanh cái đèn bi luôn, buổi tối đi rất là đẹp, có đèn phá xương, đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Chào anh Lê Tiến này. Mặt ga lăng đặc trưng giống hệt mặt con hổ luôn đúng không ạ? Rất là đẹp nhá, cam lùi, cam hành trình có rồi. 390 zin đẹp, độ full đồ, Kia Rio còn 380 thôi ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Captiva. Captiva đời 2007, em này động cơ 2.4, số tự động đẹp, lên hết cả đèn bi, đèn gầm. Một chủ từ mới nhá, một chủ từ mới, máy số cực ngon luôn. Công trình, công trường, anh nào bác nào mà quan tâm thì em này đi quá là ok này. Chào bác Loan Trần, chia sẻ mệt tình mạnh mẽ lên cho em các bác ơi. Thả tim, thả like, mỗi khách hàng cho em xin một lượt chia sẻ thôi. Bộ la răng thì sơn được cái hai cái màu rất là đẹp, phanh ABS đầy đủ cho em. Captiva 225 triệu, số tự động đẹp, xin nhan trên gương, một chủ từ mới, công trình công trường mà các bác đi em này quá là ok. Tầm tiền như thế này rất là ok nhé. Màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm tăng giảm khẩu lệnh trên vô lăng. Captiva 225 triệu, các bác nhìn cái màn hình có găng cái tivi không ạ? Rất là to luôn. Ghế da đây, các bác nhìn ghế da này, căng mọng như thế này. Ghế này còn là ghế chỉnh điện nhá, không phải ghế chỉnh cơ bằng cơm đâu ạ, mà ghế chỉnh điện. Captiva một chủ từ mới 225 triệu. Ôi quá là rẻ luôn. 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp, nước sơn thì màu đen. Chào anh Hoàng Đình Thắng này, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em đi các bác ơi, rất là nhiều xe luôn. Đi sâu vào đây thì em còn có một chiếc Chevrolet Cruze nước sơn màu đen, đời 2011, bản lắp ráp trong nước. Em này thì cũng chỉ 240 triệu thôi ạ. 240 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze. Vậy là em đang có sẵn cho mình là hai màu nhá, màu đen và màu trắng này. Màu đỏ Chevrolet Cruze thì có khách chốt rồi nên em sẽ bỏ qua. Còn màu đen và màu đỏ, à còn màu đen và màu trắng thì mới về này. Hoặc bên đây thì em còn có một chiếc xe Innova nữa đây. Innova đây ạ. Hơn 200 triệu một chút thôi, em chào anh Nguyễn Xuân Dũng này. Innova bản G đời 2010, số sàn, trang bị động cơ là 2.0. Chiếc Innova này em đang bán là 268 triệu bản G đây ạ. Innova bản G, các bác nhìn này, ghế da cao cấp, nội thất này. Đi xem xe các bác toàn nhìn cái phần cánh cửa này, táp ly bên bác tài mà nó còn đẹp, còn sáng như thế này thì phải biết rằng bác chủ cũ đi rất là ít, cũng như là rất là cẩn thận và giữ xe thì mới giữ được cái phần xe nó đẹp như vậy. 268 triệu bản G Innova. Bên đây em còn có một chiếc Captiva nữa này, cũng là màu đồng nhá. Em này cũng là 215 triệu đời 2007. Captiva đây ạ, 215 triệu, còn 205 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo 7 chỗ ngồi, lên hết cả đèn bi rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Chào anh Thôi Thường, chào anh Nguyễn Xuân Dũng nào. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương lên nào. Bên đây thì còn có CDX. CDX đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động, động cơ trang bị 1.6 này. Em này là màu xanh này. Trong một dàn CDX màu đen em này nổi nhất là màu xanh này. 248 triệu. Cửa lóc đầy đủ cho em. Ghế da hai màu bên trong đây ạ. Đề lỗ thông minh, màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, tổ hợp phím bấm ở trên vô lăng. Ở đây thì còn có một chiếc xe Innova máy số zin nữa đây. Innova máy số zin đời 2006 này, xe tư nhân gia đình rất là đẹp. 225 triệu, biển 20, nước sơn thì màu đen, nội thất bên trong thì phải gọi là gọn gàng, sạch sẽ, xinh xắn luôn. Máy số zin các bác nhìn này, không đâm xô, không ngập nước, các bác cứ yên tâm khi mua xe bên em thôi. Màn hình giải trí đây ạ, đầy đủ cho em rồi, cho chiếc xe Innova. Ui ôi, còn nhiều xe quá, còn rất là nhiều xe luôn các bác ạ. Chào anh Nguyễn Cảnh này, em phải đi cắt qua những chiếc xe này để em quay sang những chiếc xe này. Ở đây thì em còn có một chiếc Accent này. Accent số tự động bản nhập khẩu đời 2015, động cơ trang bị 1.4, có giải đèn led này, đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ, xin nhan trên gương. Accent đời 2015 bản cửa lóc 383 triệu. Vì vậy bây giờ bên em Hương là bạc đang full bầu với Accent nhé.
Accent này, về chiếc nào là bay chiếc đấy, rất là ok luôn. Giá cả là chất lượng rất là tốt luôn. Túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng lên màn hình rồi, cửa lóc đầy đủ. Accent màu trắng này của em là 383 triệu. Phía trên còn có chiếc xe Hyundai Avante. Hyundai Avante đời 2014 số sàn, em Hương đang bán là 279 triệu. Đời 2014, nước sơn thì màu đen, có màn hình rồi, tăng giảm âm lượng trên vô lăng, ghế da đầy đủ, túi khí an toàn đầy đủ nhá. Bộ mâm của Hyundai Avante các bác nhìn này, rất là chất chơi luôn. Chào anh Sơn Phạm này, ở đây thì em còn có Kia Zondo 7 chỗ ngồi. Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi, gương kính thì cụp chỉnh auto đời 2014 số tự động. Em Hương đang bán là 468 triệu. Động cơ trang bị là 1.7 cho chiếc xe Kia Zondo 7 chỗ ngồi đấy ạ. Kia Zondo 7 chỗ ngồi em có nhá, biển 37 này. Em nhảy cốc xe rồi đấy ạ. Ở đây thì còn có một chiếc xe Kia Sportage. Kia Sportage được sản xuất vào đời 2011, bản nhập khẩu, zin đẹp toàn xe, cửa sổ toàn cảnh này, sấy sưởi ghế này, điều hòa ghế, sấy sưởi kính đầy đủ cho em. Các bác có thấy dòng xe nào có điều hòa ghế không ạ? Tức là mùa đông thì ấm nhỉ, mùa hè thì ngồi lên ghế là bị mát nhá. 469 triệu nhập khẩu 2.0, cửa sổ toàn cảnh, lên đèn bi, có dải đèn led đầy đủ cho em. Đèn gầm đây, SUV 5 chỗ ngồi gầm cao thì có chiếc xe Kia Sportage đây. Kia Sportage đây, siêu đẹp luôn. Cửa sổ thì toàn cảnh này, màn hình giải trí này, trên vô lăng thì có tăng giảm nghe gọi này, hỗ trợ trơn trẹt này, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo luôn. Auto điều hòa sấy sưởi kính này, điều hòa ghế luôn. Một chiếc xe mà nó có quá nhiều công nghệ và option. 468 triệu. Ở đây thì còn có một chiếc xe Innova nữa đây ạ. Innova này, bao test hãng toàn quốc cho mình, máy số zin tư nhân sử dụng đây ạ, không taxi, không dịch vụ, máy số zin nhá. Innova bản e xịn nhá. Innova bản e xịn đời 2012, máy số zin một chủ từ đầu, đời 2012 số sàn, em Hương đang bán là 383 triệu. 383 triệu, chưa đến 240 đâu. Máy số zin một chủ từ đầu, không taxi cũng không dịch vụ gì ạ. Xin nhan trên hông này. Đây có Innova máy số zin này. Chào bác Chi Đăng này, Chi Đặng đúng không ạ? Chào bác Nguyễn Hiển này. Bên đây thì còn có một chiếc xe i10, nước sơn thì màu đỏ đẹp. i10 bản đủ đời 2014 này, bản nhập khẩu 1.0, giá chào bán là 245 triệu. Khản tiếng không nói được anh nữa. Đây các bác thấy không? Các bác cứ bảo thôi nghỉ, thôi em nghỉ thật đây. Bán tải thì em có 2 chiếc nhá. Sao giờ mới lên? Không phải Covid, test rồi không phải Covid. Uống nước đá nhiều quá, cứ live stream uống nước đá này. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em này. Giá chỉ từ 75-80 đến lửa tỷ hoặc gần 1 tỷ. Gần 1 tỷ em cũng có nhá. Chào anh Trường Lê này. Nên là những bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối qua số điện thoại của em 0354 460 2790. Trời ơi mồ hôi này. Các bác thấy không? Các bác cứ gọi làm nghề ô tô sướng mà em này mồ hôi này. Chào anh Trường Lê nhá. Số điện thoại thì em đã ghi ở trên màn hình rồi. Có lẽ là hôm nay thì em Lê Hương sẽ nghỉ buổi báo giá ở đây, vì rất là nhiều khách hàng đang đến rồi, đến xem xe trực tiếp này. Một bác đến là chốt Kia K đen rồi. Em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây. Số điện thoại em đã ghi ở dưới màn hình rồi, 0354 460 2790. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Hôm nay chắc cũng là cuối tuần rồi. Những cái bác nào mà làm công ăn công việc nhà nước thì chắc là cũng lốt ngày hôm nay là nghỉ thôi. Nên cho em Hương gửi lời chúc sức khỏe tới khách hàng nhà mình nhé. Một ngày cuối tuần làm việc thì cũng mệt rồi, thì chúc một ngày có kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè, nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ thì em xin phép được đi dùng cơm đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá tiếp theo, cũng như là chiều nay thì em sẽ lên những video mới về những dòng xe mới về bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.